xôn xao video công an vào nhà khi người phụ nữ lên phường vì bán rau ngày giãn cách. Một video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi cảnh giằng co giữa một người phụ nữ với mấy người khác, trong đó có người mặc sắc phục công an, thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Ngày 14 tháng 7, trao đổi với ông Lê Hữu Hảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức cho biết, vào ngày 13 tháng 7, tổ liên ngành của phường Tam Bình tuần tra trên địa bàn để xử lý những trường hợp không tuân thủ theo chỉ thị 16, phát hiện một người phụ nữ bày bán rau củ quả lấn chiếm lòng lề đường. Lúc làm việc, giữa người này và tổ công tác có xảy ra cự cãi lớn tiếng, giằng co. Sau đó, người phụ nữ được lực lượng chức năng đưa về phường. Nhà này buôn bán, nhắc nhở nhiều lần không được nên đội kiểm tra xuống xử lý lấn chiếm lòng lề đường. Trong lúc xử lý thì gia đình này chống đối, có phản kháng lại lực lượng, mời về phường, người này còn quậy ở phường. Phường cũng chưa kịp lập biên bản mà người này bỏ về, ông Hảo nói. Theo ông Hảo, phường sẽ mời người này lên làm việc lại. Để tìm hiểu rõ sự việc, chúng tôi đã tìm đến nhà người phụ nữ trong đoạn clip. Ông Bùi Quang Đức, 51 tuổi, chủ nhà cho biết người phụ nữ trong video trên là vợ ông. Gia đình ông Đức làm nghề bán bánh bao. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nhà ông dừng hoạt động. Về việc gia đình ông bày bán phía trước nhà, ông Đức giải thích vì ông đi đường thấy nhiều người già ngồi bán rau củ quả lề đường. Ông thấy tội nên mua cho họ rồi mang về nhà, vừa để ở nhà ăn và vừa bán vừa cho. Bà Đặng Thị Hoa, 51 tuổi, vợ ông Đức cho biết hôm qua 13 tháng 7 bà đang ở nhà thì có tổ liên ngành đến dừng trước nhà. Lúc này bà Hoa đang đưa một bịch đựng vài trái cà chua và vài cọng hành cho một người phụ nữ. Người phụ nữ đó móc tiền ra đưa nhưng tôi nói tôi không có lấy tiền. Xong người phụ nữ kia rời đi, bà Hoa nhớ lại. Sau đó lực lượng chức năng bắt đầu làm việc với bà Hoa. Trong lúc làm việc giữa bà Hoa và tổ liên ngành có lời qua tiếng lại và xảy ra giằng co. Con trai của bà Hoa thấy vậy trong nhà chạy ra thì cũng xảy ra cự cãi với lực lượng. Theo anh Bùi Văn Khải, con trai bà Hoa, sau khi sự việc xảy ra, anh này đã dùng tài khoản mạng xã hội đăng tải video camera ghi lại toàn bộ sự việc lên mạng. Sau khi bài viết được đăng tải đã nhận được nhiều bình luận và chia sẻ. Hiện vụ việc vẫn còn nhiều tranh cãi và đang được cơ quan chức năng làm rõ.